Nhỏ lên đường cái đầu tiên các bạn. Cỡ bự. Cỡ bự đó. Dơ dơ lên nhỏ. Nhỏ dơ dơ lên coi. Dơ cầm rồi sau cái sau đó. Ôi nhỏ ơi, em cho túi hay em dục xuống lại à? Cho túi à. Nhỏ lên được con đầu tiên các bạn. Này phải biết mà mang cái giỏng đi cho anh chồng nằm anh chồng. Có luôn hả? Đó con cá kìa. Sao bên kia làm lý lý à? Đuổi bên đây nặng bên này quá. Đuổi bên này quá. Ôi coi tình hình chắc qua bên kia lại quá. Chắc phải qua bên kia lại các bạn. Nãy giờ anh em đang đổ thừa mình là ở bên nào là nặng vía bên đó. Thôi bây giờ mình qua bên kia đi ha. Con có thay đổi tình hình được không? Để anh em nói quá. Coi phải qua lại cho nó đều cái. Thôi đừng qua đi cá này người mình. Thiệt luôn hả? Chết rồi. Nói thôi cái giống như tôi đi đâu giống như thần tài đi nói các bạn. Mấy con dây nào không tình. Đó ngồi giữa cá, nè. Cá này. Ô. Lên. Mới làm con nữa hả? Đó kìa bạn cái bên lên đó. Ở kia đó. Giờ cho đi ra. Đâu có dính nữa được. À. Đi lia luôn. Đứng ở giữa này là lát anh chồng chắc anh chồng khai em quốc mình luôn quá. Anh chồng. Nói đừng làm thiệt á. Chuẩn bị giật nè. Chuẩn bị giật. Cá ăn rồi mà. Em ngồi đây, em để em ngồi đây chưa? Vậy đập nước rồi mầm rồi vô ấy. Đập mạnh mẽ lên cá mới ăn. Đúng rồi. Chứ mua cái gì nó giật đó. Đó rồi, một con. Cá còn chết luôn. Mẹ cá nãy ngồi luôn, cá nó ăn mừng thấy mẹ luôn nhưng để. Đấy giờ tao quay theo coi sao. Nãy giờ là quay không kịp luôn các bạn. Cá nó làm nó làm nhanh lắm. Mà mở mới quay ra là giật luôn rồi. Ô! Oh, lên. Ê, cuối cùng nãy giờ anh chồng làm mấy con anh chồng? 4-5 con vậy á. Bây giờ mới quay được cảnh là giật dưới giật lên á, nãy giờ giật nhanh quá, cái ăn nhanh ghê á. Giọng gờ anh chồng. Cái miệng nó vừa ghê à, như cá lóc vậy á. Ủa thấy trong người các bạn. Nó ăn con cá cơm. Ăn cá cơm vô. Không có quá nhỏ. Nãy giờ mình câu tép vô. Câu tép. Phá luôn mà. Cá này nướng ăn ngọt thịt lắm luôn. Chắc ghê anh nhỉ. Ngon. Thôi mình cho nó vô trong chúc, cái chúc mình trống ghe vô mấy nên mình qua qua mình làm cái nướng cá. Nướng cá à. Đây cho vô đây. Ngon à. Rồi béo không chì. Được á. Nãy giờ là thấy ba thanh niên nghiêm túc bên đây là thấy ngồi im lắm á nha. Ngồi nghiêm túc lắm luôn á nha. Không có một nhúc nhích gì hết á. Thấy không nhúc nhích gì luôn á. Rồi cởi áo luôn. Rồi đập luôn. Nhỏ lên được con. Rồi quấn cái cây luôn. Bữa nhỏ. Chà nhỏ con vỏ ra. Nãy giờ anh ta lý lê rồi đó. Có cái lát mà lên nướng ha, chưa lên nướng đã ha. Nhỏ được con cá bự các bạn. Mày vô đây. Cần mới làm luôn mới ghê. Được. Con này được á. Cái chân rớt.
bắt nó đi chừng ghế. Bác ơi, đừng có cắn đó. Nó làm dữ không anh? Ờ, nó làm lý lia bây giờ luôn á. Ủa, hay quá. Từ hẹn. Dưới anh chút xíu anh cầm. Ừ. Rồi. Hả? Hú. Bỏ vô, 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 cho nó sống. Con này bự à? Con này gấp hai con kia á. Nhỏ giỏi quá ta. Lý lia bây giờ ha. Phao sáng quá mà mới làm sao. Phao sáng quá mà. Anh ra bỏ trong chỗ sống. Dũng thấy ngồi buồn hiu anh Dũng. Hưởng đứa thú. Hưởng đứa thú. Cao hoàng hưởng đứa thú. Phạt á. Thuốc là phải phạt á. Rồi nắng cá anh chịu ăn á. Không mà bên kia lý luôn kìa trời. Cá chỗ luôn rồi. Bên đây như là nó không có không đồng tĩnh gì hết các bạn. Bên kia lý à. Còn đấy thôi. Đó là anh Hồng đó, thằng bếp đó. Chơi câu dở con gái bòi nữa. Ồ, tay kia thả dài luôn rồi, thả mút chỉ cà to luôn rồi. Con nó bự á. Không mà hình như là hai tay. Cái chỗ ở đây nắng nắng ăn nè. Hình như là bên đó nó nắng rồi, cá tới tắm nắng hay sao á. À, anh Dũng phơi nắng mà sao cá không ăn Dũng? Từ từ nó ăn. U cá. Nãy giờ ngồi đây không có cá ăn gì các bạn. Bên kia lấy lia gì à? Chào ơi, con chào anh đập, anh chào ai? Có đập nãy giờ đập có cá ăn đâu mà. Anh em đang đi tới địa điểm khác ở câu các bạn. Nắng lên rồi. Ai biết người ta đặt cái bẫy gì không biết. Thì đặt cờ lợp cái gì á. Giờ tôi sẽ lên đây câu rồi các bạn. Chim gì không biết. Nước trong không. Nước rồi tắm đã. Dính cái kia, dính cái. Lên bờ đây ha. Thả câu luôn hả? À. 1 2 3. Đây nè. 2 3. Cái này giống như cúp biển hồi xưa ha. Thôi nhìn anh giống thiệt luôn á. Đây là cúp biển ở vùng Caribe. Đây là cúp biển vùng Tri An hả? Ú, cuối cùng đại ca cúp biển đã làm được một con bự các bạn. Cúp biển vùng cúp biển đây không được rồi. Lên trên bờ rồi còn vớt nữa. Dục đôi dép ra đây dễ đi nhỏ. Thiệt ra. Bỏ đôi dép ra đi em. Bị rớt cá rồi. Ghê á.
Nãy giờ tôi chưa làm được con nào các bạn. Không hiểu tại sao. Cái này vậy kỹ lực các bạn. À, anh em nói quá cho nên là một mình tôi sẽ lên đảo khám phá luôn các bạn, để anh em nhẹ dĩa rồi câu cho nó mạnh mẽ cái. Nói trời, để tôi lên đây tôi xem có cái gì quay không. Đây giống như một cái hòn nổi rồi. Ủa cái gì vậy? Này lưới lồng tông à. Lưới lồng tông các bạn. Mát ghê á, cái này có cái võng nằm mát tuyệt vời. Nó hay mà có cái hòn nhỏ 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 trên đây nè các bạn. Không có gì, cây cối mà. Tôi nghĩ trên đây chắc cây cối là nhiều. Có cái bờ nhìn đã. Nước trong luôn các bạn. Nước rất là sạch, trong vắt à. Lát lên đây rồi nướng cá, không biết là nướng cá ở đây hay ở đâu không biết. Vậy mà chút xíu ra chút xíu ra ngoài đó là sâu là 2-3 mét có. 2 mét à. Rồi đi dưới đây cho đã. Cái gì lý lia luôn hả? Chắc hôm nay nãy giờ ngồi trên xuồng thấy im im xuống cái lý lia trên đây giật cái gì la la chí chí. Các bạn thấy không? Đây là bờ nè. Xuống cái mà sâu liền á. Các bạn thấy không? Dưới đó tôi nghĩ cũng phải gần 2 mét hoặc 2 mét á. Đây cái chỗ xuồng dưới đậu nè. Sâu ghê. Xuống phát còn ngập liền. Hình như là mới xuống xuồng cái anh em câu được liên tục. Không mà hình như là tôi mới ra đây cái là anh này câu được cá nè. Chắc là hơn hay sao á. Đâu con cá bự không anh? Ồ, con đó bự rồi. Hai anh em mày làm nãy giờ lý lia luôn. Mấy chục con phải không? Đã hả? Còn mấy tay dưới đây thì có vẻ ngồi im mà cũng khá là cấu. Nhất là anh Dũng nghe Dũng. Gì đâu mà câu mất lưỡi không? Câu thú lưỡi quá. Ồ, lia luôn. Ồ, có nó bự đó. Ghe mới tấp vô cái là câu là lý lia luôn. Dừng nữa hả? Trời ơi, hai cây. Rồi, chụp vào ổng kìa hả anh chồng. Chết chồng đó. Đây, em đứng ở đây chưa? Rồi. Có cá rồi. Cái sao ông xuồng mình mới tấp vô câu lý lia luôn á. Tại mới vô là... Đó. Không không động luôn đi. Thôi nhỏ hết thời. Nhỏ hết thời. Ôi cá kia, cá kia. Đó, đã. Bậy ăn nhỏ. Giờ có. Trời. Làm rối đội hình quá. Từ khẩu nào bên kia kìa. Không bên đây hai tay luôn hả? Cá rớt kìa. Thôi nó động. Này cá hoàng đế. Quả nhóc luôn này rồi các bạn. Có con mấy con bự này nè. Sao mà cho ra đây dữ vậy? Rồi để luôn đi. Để liền đập đi anh em đang có đà cứ đập liên khúc đi. Đây cứ dục đi. Mình giờ là mình lụm cá thôi.
hết là Minh quay phim Minh lụng cá rồi. Liên khúc luôn các bạn, đã. Sao vậy? Khổ nằm bên kia kìa. Phải tắt cửa cá ham quá mà. Để ý. Sao vậy đó? Trời ơi, hai ông bên đây sao? Mới thả, mới thả không? Ủa là bên kia không? Bên đây đập đi lấy cây luôn. Mạnh mẽ lên. Rút cần câu ngắn cho bác sĩ, chi cho dài dữ rồi. Ồ. Ôi ôi, ồ bên kia đấy. Ồ. Giật lý lia bên kia luôn à. Anh chồng qua làm việc anh chồng. Hả? Làm gì cơ chứ? Ê, gửi cho. Cáo rồi. Đó dưới vậy. Đó lúc ăn kìa. Rồi dính dính. Trời ơi, cỡ này không kịp rồi. Ủa có đường nào anh chồng? Chưa. Ổ nằm bên kia. Có. Ông Dũng câu hết rồi. Thần ếch câu hết rồi. Đã không? Sướng luôn á. Đập đi, đập đi. Ồ, thấy thần câu ếch chưa? Giờ hôm nay đi qua thần câu cá luôn. Cần thủ và điểm khác à. Con thần cần thần và điểm này sao rồi? Ngồi im re vậy. Ấy kìa, chim phao không? Đó. Đó chim phao kìa. Rối quá. Thấy người ta giật lý lia vô quá. Anh Dũng làm được con chào bá luôn nè. Anh Châu, lúc đây đứng bên đây chưa? Mới vô anh Dũng làm con chào bá luôn. Cái cá luôn xỉn nỉ nè. Xỉu lên đây. Ôi ôi. Nãy giờ là khá nhiều các bạn. Ừ. Ôi. Chết rồi rồi rồi. Rồi. Đã các bạn. Cá hàng đế. Cho vào thùng đi. Chồng ơi lấy luôn. Trời ơi. Rồi. Quá trời luôn. Nãy giờ là chứ phải chạy đi xuồng một khúc rồi mình nó câu được các bạn. Chắc chút thiếu cái cơm câu quá. Cái cơm không? Má cái móng bự ghê của chồng. À. Cá này các bạn biết sao không, là mình phải đập, phải cái đọc nước cơ thì nó mới ăn, chứ chạy xuồng một khúc cái là câu dính mớ cái là chạy thêm khúc nữa cứ vậy á. Nãy giờ câu khá nhiều các bạn. Anh em đua nhau đập rồi. Đua nhau đập luôn. Người ta câu cá đập cá nó chạy hết, cái này đập cá vô, đập cá mới ăn á. Nhỏ nãy giờ lý lia dưới à. Nãy khúc bên kia là lý lia luôn. Câu nãy giờ được nhiều cá, giờ vô giường điều để nướng hơn quá à. Anh em tắp vô cái hòn đảo này để mình nướng cá các bạn. Đây là đây trồng điều. Mấy cái kia thì không trồng điều, này trồng điều này. Xuống từ từ thùng cá các bạn. Nãy giờ câu nguyên thùng. Mang bó cuội vô nè, nhỏ xuống trước nha. Em cứ lên xuống trước nha. Bó cuội.
Nặng quá anh chồng. Đây đưa đưa em cầm đây chứ. Rồi. Có mực bánh mì nữa kìa, sắp bánh mì lên. Ô, ông Dũng lập cá bự kìa. Dũng, Dũng đưa cá không ông Dũng? Ủa ai sao không cá bự hả? Công hả? Dữ vậy. Đâu đâu đâu? Đâu anh Công ơi, đưa em coi anh Công ơi. Ủa, từ dưới hả? Chào bé luôn nè. Rồi bắt đi, để sổng. Rồi bây giờ là anh em lên đây để kiếm củi. Nhỏ ơi, nướng chỗ nào dạt cái lá vô rồi đốt. Xong rồi là đừng để cháy lan ra. Củi đây nhóc gì nè, mấy củi nè. Không có, lấy cái lá, anh lấy lá cho thành một đống đi. Mình thẳng mình đun nó luôn. Không, đừng có đứng thè ke cho vô đống nè. Đâu, xuống cho quay cái thùng cá cho các bạn xem ơi. Chiến lợi phẩm từ sáng giờ. À các bạn, sáng nãy giờ câu. Nãy giờ câu chắc được cũng 4 tiếng rồi đó. Không đâu, 3 tiếng mấy, 4 tiếng rồi. Cũng 3 tiếng mấy rồi. Được nhiêu đây các bạn? Hơn nửa thùng á. Dài nha. Hơn nửa thùng cá. Thì mùa này cá chưa bự lắm nhưng mà cũng vừa vừa rồi. Cái này cái tầm hơn tháng nữa mới bự. Hơn tháng nữa thì cá nó mới bự được. Bây giờ có nhiêu đây à. Nhưng cũng hơn nửa thùng rồi. Mang vô nhỉ ơi. Đây. Mang lên nướng. Mày ăn cá hả? Đấy. Đây anh em đang đốt đốt lửa trại bập bùng. Khỏe lên. Rơm hồn cái đó không lên thì thôi luôn á. Anh em lên củi các bạn. Thì bây giờ dưới xuồng thì chỉ còn anh Dũng với con ngồi câu. Còn hai ship thôi. Giật. Và anh em lên đây hết rồi. Ai, có than mình nướng. Ủa, cái lạnh, còn ấy, lấy cái lạnh, lắc cái lạnh lên.